Riêng tỉnh Đắk Lắk cần phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng gần 170 hectare, chủ yếu là rừng trồng. Hiện tỉnh này đã điều chỉnh toàn bộ diện tích rừng và đất rừng để thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Tuy nhiên, theo các quy định về trồng rừng thay thế, khi chuyển mục đích sử dụng đang gặp vướng mắc một số vấn đề nên chưa thể triển khai. Bên cạnh đó, giá bồi thường hỗ trợ đối với một số loại cây trồng hiện chưa có đơn giá cụ thể cũng đang làm chậm tiến độ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng để thực hiện dự án cao tốc này.